Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một clip ngắn đỡ sau cho anh em xem cái top băng hội tháng 10 này như thế nào. Và đã kết thúc vào ngày 5 tháng 11 vừa rồi. Thì sau khoảng hơn 20 ngày trôi qua thì chúng ta cùng xem thử top băng hội và cá nhân như thế nào cho anh em xem sơ qua nha. Để kết thúc cái đua top tháng này nha mọi người. Rồi, ở lần này thì sơ qua thì anh em cũng đã biết ở cùng với chủ S8 Phật Sơn Ký Sử, trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net. Đây là một trong những phiên bản hoạt động một cái tay không kéo xe và đã cũng trôi qua hơn một năm rồi. Có thể nói rằng là gần 13 tháng trôi qua rồi. Thì mấy chủ này cũng khá là ok, có 4 băng hội tham gia. Thì bên trên này chúng ta thấy thì Phật này top 1 159.527, Quỷ có cho mình 84.049 được top 2, thứ hai có cho mình 73.364 top 3. Còn bang thứ tư là bang cướp, thì bang cướp không hoạt động nè, nó là bang cướp chỉ đi công thành chiến này nọ các kiểu thôi. Thì sơ qua thì chúng ta có 3 top dành cho 4 băng hội, thì Phật top 1, Quỷ top 2 và thứ hai top 3. Đó. Thì anh em đỡ thấy thì không? Cướp thì chỉ ở đây công thành thôi nè, như tuần vừa rồi thì cướp ăn được Dương Châu này. Đó. Còn lại là Lâm An thì Phật đã bất tử ở trong cái giây phút đầu tiên. Đến phút cuối thì giữ cái biện kinh hơi bị sơ sót này mà. Nên là Quỷ và Cướp, hai đội quân này khá hùng mạnh, đã đẩy vào ăn được biện kinh khá là hay. Và Quỷ ở phút cuối cùng đã kéo mình thành biện kinh. Và Phùng Tường và Đại Lý. Và ngày hôm nay sẽ có một trận đánh thiên tử giữa băng Quỷ và băng Phật trong buổi tối ngày hôm nay nha mọi người. Và Tứ Hải ăn cho mình được Thành Đô và Tường Dương nha em. Đó. Thì tí nữa sẽ diễn ra trận thiên tử giao tranh vào lúc 21 giờ ngày hôm nay giữa băng hội Quỷ và băng hội Phật nha em. Anh em có gì theo dõi tối ngày hôm nay sẽ như thế nào và ra sao nha em ơi. Liệu băng hội nào sẽ lên ngôi hoàng đế nha. Rồi, trở lại tiếp tục với phần thưởng cá nhân. Anh em cùng xem sơ qua đồ top cá nhân. Thì chúng ta có 7 cái phần thưởng. Thì top đầu tiên đó là Zoli 001, đó là anh Tùng với 100.000 250. Anh tiếp tục đó là Zoli 121, anh Tùng có mình top 2, đó là nạp cho mình 90.000 770. Và tiếp tục anh Tùng vẫn là Maria Oyawa, nộp cho mình được 83.065. Đó là 3 top của anh Tùng ở năm top 123. Và top thứ tư đó là top thứ 7 là của anh Tùng, Jolie 003 là anh Tùng nha. Anh Tùng được con top 7 ở chỗ này. Và top 4 đó là chứa đồ 003 76.665. Top 5 là Horror Kiểu Phật 52.905. Và top 6 đó là 75 Khanh Ngáo có cho mình 20.510 vật phẩm. Thì 7 top của chúng ta sơ qua như vậy nè. Anh Tùng có cho mình 3 top đầu tiên và 1 top cuối cùng. Đó. Thì phần thưởng top thì Khải có xem sơ qua lúc nãy thì nó cũng không gì thay đổi nha mọi người. Vẫn như những tháng trước không gì thay đổi nha năm. Anh em có thể tham khảo ở trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net và mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử và cùng xem phần thưởng nha năm. Như anh em là theo dõi kênh của Khải Loi thì phần thưởng Khải nghĩ nó cũng tương đối giống nhau không gì khác nè. Đầu tiên đó là một set ăn ban Hồng Mỹ Random. Thứ hai, top 2 đó là một món bao tay kim quang, hạt nón kim quang, hàng sử dụng 5 tháng. Và top thứ ba đó là một cái nón tím, một nón xanh mắt ọp, hạt một áo mắt ọp, hạt một cây vũ khí mắt ọp, hàng sử dụng 3 tháng. Đó. Top 4, top 5, nói chung top 4 là một ấn tín, top 5 là một con bông tiêu. Top 4 là ấn tín, top 5 là một con bông tiêu, top 6 có vẻ là một món động sát, top 7 là một con phi dân nha nè. Đó. Phần thưởng top ta đương tương như vậy thôi. Rồi ok. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với vấn đề phát lương cho anh em, là tí nữa sẽ bắt đầu đi hoạt động và cho anh em xem đánh trận thiên tử anh em xem nha. Rồi. Ok anh em, và anh em xem video đừng quên để lại cho Khải cũng như là băng Phật ủng hộ một like cho sáng hội chơi nha anh em. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Đừng quên Khải Hy livestream trực tiếp vào lúc 7:30 tối hàng ngày trên kênh YouTube Duy Khải và fanpage Duy Khải và cả TikTok nha mọi người.